Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Hàng Việt Bãi Tới Dương. Trong video clip ngày hôm nay thì em lại lên cho các bác những dòng phẩm mà các bác đang quan tâm nhất. Đó là những chiếc quạt Nhật nội địa các bác nhé. Hôm nay thì em chỉ lên những cái dòng sản phẩm là quạt cổ, dòng hot nhất hiện nay. Cùng với là có thêm hai chiếc, đó là một chiếc quạt na chậm tắt nhé. Đấy. Và một chiếc là vân gỗ. Hai chiếc này thì là hàng mới, gần như 98% luôn nhé các bác nhé. Đây, chiếc là vân gỗ này và một chiếc la chậm tắt này. Thì hôm nay thì em có về được một chiếc hy móng rồng cánh 40. Những dòng này thì chắc chắn là các bác cũng chỉ xem thôi, chứ còn vì những chiếc này nó giá trị rất là cao nên là em cũng không báo giá nhé. Đây là một chiếc hy móng rồng nữa đây các bác nhé, hàng quạt cổ nha các bác nhé. Đấy, dòng hy móng rồng, nếu mà các bác ở trên nghe tiếng là chỉ trên thị trường chỉ có cánh 30 thôi. Những loại cánh 40 thì các bác chắc chắn là không bao giờ gặp, mà các bác không bao giờ có, chứ không phải là có con hy móng rồng cánh 40 này. Đấy, và một chiếc quạt Sanyo cổ ra đời đầu vào những thập niên 30-40 các bác nhé. Con này là con cổ nhất trong tất cả các dòng quạt cổ. Con này găng sắt toàn bộ luôn, dây giật của nó cũng bằng đồng luôn nhé, dây giật bằng đồng, số gạt và chỉ có duy nhất có một số độc đạo thôi. Đây là con Sire cổ nhé các bác nhé. Con này thì là vừa treo tường được và vừa để bàn được. Nó lôm la là con này nó có đa chức năng các bác nhé, vừa để bàn được và cũng là vừa treo tường được. Đấy, như hình hiện tại như bây giờ em đang để đây, nó là như con quạt bàn luôn nhé các bác nhé. Đây là như con quạt bàn này, nhưng mà treo lên tường thì là con này nó là đúng là con quạt treo tường. Tu lăng gạt, con này là tu lăng gạt nha các bác nhé. Đây tu lăng gạt đây. Đấy, đây tu lăng gạt. Còn dây rút của nó là dây này là bằng đồng nhé các bác nhé. Dây này là bằng đồng này, con quạt cổ này, dây là bằng đồng luôn nhé các bác nhé. Đây là nói để giới thiệu cho các bác để các bác biết thôi. Vì những dòng này hiện nay trên thị trường, em khẳng định luôn ở Việt Nam mình không có chiếc thứ hai. Gần như là nó độc nhất vô nhị luôn, không có chiếc thứ hai. Đấy, zin nguyên bản của nó luôn. Đây là dây là bằng đồng này, các bác nhìn này. Dây bằng đồng luôn, như là hạt tràng luôn nhé các bác nhé. Con này là găng sắt, đế găng sắt toàn bộ này. Đấy, đế găng sắt màu sắt, cánh đẹp, chóp đẹp, vẫn mới tinh, cùng với lại logo sáng bóng, lồng đẹp, cánh đẹp nhá. Con này cũng cánh dị. Đấy, con này là tất cả là em bao zin đét hết, dây zin, dây này em vừa mới bóc ra trong thùng ra là em chưa lau chùi vệ sinh nhá, dây vẫn zin hết nguyên bản hết nhá. Đấy, con này vừa treo tường, đấy, vừa treo tường lại vừa coi là làm quạt bàn được, găng sắt bầu sắt nhá. Máy của nó, dòng này nó chất lừ luôn. Dòng này của nó vip vip nhất, cổ nhất, loại cổ nhất các bác phải biết rồi. Nên là chỉ có một số độc đạo duy nhất thôi. Đấy, con quạt cổ này. Đấy các bác, nếu mà đây là dành cho các bác mà chơi quạt cổ nhá. Còn vì là những dòng sản phẩm này thì giá trị nó cũng khá là cao. Con này thì cánh 25 thôi. Nó mới là hàng độc, hàng hiếm nhá. Con Sanyo cổ. Đấy. Con này là dành cho giới đại gia. Chứ còn là những, nói thật các bác là bình thường thì các bác cũng không chơi đến cái dòng này. Đấy, vì là nó là những chiếc quạt cổ có thể là để trưng bày và một số độc đạo duy nhất, và gió thì cực kỳ là êm và chất. Đấy, em nói luôn là như thế. Gió êm, chất, chất lượng luôn. Em có thể cho các bác xem luôn. Vì là những dòng quạt cổ này thì vừa mới về là em cũng chỉ cắm thử thôi, chứ còn em dây dợ tất cả các thứ này em chưa vệ sinh bất kể một cái gì luôn. Đấy, chưa vệ sinh bất kể một cái gì nhá các bác nhá. Đấy, nhưng mà nó đã êm mức độ là các bác cảm thấy là cực kỳ là cảm nhận được cái độ êm nó luôn nhá. Con này gió êm chất lừ luôn, siêu cổ luôn nha các bác nhá. Có những bác nói thật với là
Có những bác nói những con có những con quạt đến lên đến 30 triệu thì đã đúng là vãi cả hồn ra, nhưng mà nói không sai, nhưng mà cứ nói lên nhiều tiền là đúng là nhiều bác cũng cũng chưa va đến bao giờ, nên là cũng cũng khiếp. Những con quạt cổ nó có giá trị thì đừng có nói chuyện là ấy nhá. Đây là túp lăng gạt này, dây rút dây đồng này. Quạt cổ thì thường thường nó chỉ có một số và hai số duy nhất đấy, một số nhỏ và số êm và một số tăng tốc, thế thôi. Đấy là những chiếc quạt cổ cực cổ luôn, dây đồng. Con này thì là em cũng báo giá luôn để cho dành cho những bác mà không phải là giới đại gia, nhưng cũng rất nhiều bác rất thích, và cái giá của con quạt này cũng được hợp lý để cho rất nhiều bác sở hữu. Đấy, vì là con này nó rất thích hợp, các bác thích thì các bác để dưới bên dưới, còn không thích thì các bác có thể treo lên tường đều để chơi để ngắm được hết. Vì là quạt cổ thì nói thật là không có, tức là nôm na là nói tuổi đời nó càng cao thì giá trị của nó càng lớn, nên là nôm na là những người chơi thì mới hiểu được, còn những người mà không chơi thì nói thật ta cứ nghĩ là một con quạt đời mới bây giờ ấy, 4-5 triệu là tưởng nó ghê gớm, nhưng mà thực ra không có giá trị. Những dòng này thì nó rất là giá trị. Chiếc này thì hiện tại là em đang bán ra với giá là 6.500.000 đồng nhé, giá bán tại cửa hàng. Bác nào thích chơi quạt cổ thì alo cho em VIP luôn nhé. Nhưng con này đúng là độc dị, từ lúc bước chân vào làm nghề đến giờ em gặp đấu giá chiếc đầu tiên, và Việt Nam mình cũng chắc cũng chỉ có duy nhất một chiếc. Em khẳng định luôn, trên thị trường kể cả là bất kể hiện tại bây giờ các bác nào cái dân chơi quạt sành nhất cũng chắc cũng không có chiếc chiếc thứ hai đấy, không có chiếc thứ hai. Còn tất cả các loại thì nó đều có hết, nhưng mà riêng chiếc thứ hai là gần như không có. Còn bây giờ thì em sẽ lên cho các bác, đây là một chiếc quạt la chạm tắt các bác nhé. Chiếc này là sải cánh 30 các bác nhé, sải cánh 30, cánh lưỡi diều, ốc sâu rút. Con này lồng mạ đẹp, lồng mạ đẹp nhé, lồng cả sau đến trước đều là lồng mạ nhé, sau trước là lồng mạ inox sáng bóng hết nhé các bác nhé. Con này thì lồng của nó là tuyệt đẹp luôn, chứ không phải là như bình thường, gần như mới tinh các bác nhìn. Đấy, bác nào mà đam mê về dòng chạm tắt ấy, thì hôm nay em có những cái chiếc của xuất sắc mà đẹp, có nghĩa là gần như là mới tinh luôn, nên là chỉ để cho bác dành các bác chơi thôi. Bầu đẹp, sáng bóng này, lồng đẹp, cánh đẹp, cổ đẹp các bác nhé. Con này là con na chạm tắt, con na chạm tắt này là có số kép nó nhé, chức năng số ngủ, số kép, đồng hồ mặt trời, đồng hồ mới tinh này, đồng hồ mới tinh này. Đấy, thân đẹp nhá, thân cực đẹp này, mặt sàn đẹp. Con này thì đừng có nói mà có một cái từ chê nó ở cái điểm gì, gần như là rất là ok, nút nhấn thu dây hoạt động bình thường. Đấy, con này là mặt nhôm sóng 3D. Đấy, đây này các bác nhìn đẹp luôn. Con này có số kép này, số kép là cái dòng số mà nó mạnh hơn số thông thường gấp rưỡi lần. Và số kép đây là số ngủ này, số ngủ thì em biết rồi, không cần phải bàn về số ngủ nữa. Có những bác thì hỏi về cái động cơ, để em kè máy này các bác cũng không nghe được cái động cơ nó kêu nhé. Đấy, con này em bóc ra còn chưa thèm lau chùi vệ sinh mà nó đã êm đét như này. Số 2 này, số 3 này, còn số kép của nó thì các bác cách xa khoảng 4 mét nó cũng êm bình thường. Dưới này đây, cái số to đùng này, số to đùng là gọi số kép này. Đấy, cái dòng số kép này thì các bác mới biết được. Còn tất nhiên là về túp lăng thì nó chỉnh góc độ, thì như con này thì nó chỉ có một góc độ duy nhất thôi, không có nhiều. Còn đâu là đồng hồ hẹn giờ thì nói chung là những cái dòng sản phẩm đẹp mà gió êm này, mà đây là nó con na dập tắt nhá, rất thích hợp cho các bác. Như ví dụ các bác này, đấy, nhà có trẻ nhỏ này, con này phanh cực ăn luôn như GPS thôi nhá.
nhà có trẻ nhỏ hoặc các bác sử dụng ấy, là các bác nôm la là các bác sử dụng ấy là nó rất là thích hợp, vì là nhà có trẻ nhỏ thì nó quá là thích hợp rồi. Vì những cái dòng này thì em nói thật là đẹp thì em mới đấu giá về, còn những hàng xấu thì em không làm, nó nôm la là như vậy. Chỉ có dành cho những bác muốn chơi thôi, đam mê với những quạt đẹp thôi. Còn những bác mà mới thích những hàng rẻ mà nó chung là thì nó lại có cái giá của những chiếc quạt rẻ, và nó có sẽ bao giờ nó cũng sẽ biểu hiện lên đấy các bác nhé. Các bác ưng thì alo cho em nhé. Tất cả những sản phẩm trừ những chiếc nào mà giá trị nó càng lớn quá thì em cũng xin phép là em không báo giá, còn đâu những chiếc mà có giá trung bình từ dưới 20 triệu đồng là em sẽ báo giá, còn trên 20 triệu đồng trở lên là em không báo giá nhé các bác nhé. Vì là những chiếc đấy là mặc dù là nó là chỉ có dành cho những bác mà đam mê về chơi thôi, còn đâu là những bác mà chỉ mới bước chân vào mới tập chơi thì cũng chắc chắn là không dám không nghĩ đến và cũng không chưa biết là giá trị của nó, nên là cũng rất khó, vì các bác phải tham khảo dần dần nhé để mua cho mình. Đấy, như chiếc này thì quá là ok luôn nhé, êm đẹp đẹp luôn, chức năng hoạt động ok. Chiếc chạm tắt này thì đẹp mới này, thì hiện tại là em đang bán ra với giá là 6.500.000 đồng nhé. Bác nào thực sự quan tâm thì chủ động nhấc máy liên hệ với em nhé. Chiếc này thì riêng dòng chạm tắt thì nó chỉ có sải cánh 30 thôi các bác nhé, không có sải cánh 35. Đấy là những chiếc chạm tắt đấy chỉ dành cho những bác mà mới chơi thôi và những bác mà đam mê về con vật. Bây giờ thì em sẽ lên cho các bác một chiếc tiếp theo, đó là một chiếc la vân gỗ. La vân gỗ thì nó rất có rất nhiều nhé, nhưng mà để giới thiệu với các bác về một chiếc la vân gỗ mới tinh này, mới đến 98% thì các bác phải biết là nó mới mức độ nào. Những chiếc trong shop bóc ra em khẳng định luôn còn chưa mới hơn trước này. Đấy, là chưa có độ mới hơn trước này. Đây các bác nhìn từ sau nhé, lồng sau xi nhũ của nó mới tinh, lồng trước mạ A-Lock mới tinh, logo của nó màu vàng đồng là mới tinh luôn nhé, zin nguyên bản của nó là màu vàng đồng này, đây mới là màu zin. Đấy, còn những chiếc mà cũ là nó sẽ bạc đi, còn đây là nó màu vàng đồng, nó vẫn mới tinh nhé, như vừa mới là bóc vào trong sản xuất ra, chứ không phải là trong thùng xốp thì còn nhiều chiếc nó vẫn còn chưa được mới như thế. Đấy, vì là trong người ta bỏ ra để trưng bày ấy, thì luôn luôn là nó sẽ còn mới hơn là những chiếc mà đút ở trong thùng xốp, nó sẽ ủ hơi, nó kiểu gì nó cũng lồng, nó cũng không bao giờ đẹp bóng như là những chiếc mà người ta đã trưng bày. Đây là những cái dòng sản phẩm, đây là hàng trưng bày nhé các bác nhé. Bọn em đấu giá được thì cái độ đẹp và độ mới của nó rất là cao, nên là chỉ dành cho những bác mà đam mê chơi thôi, chứ còn những bác mà chưa bước chân vào mà chưa chơi những đồ này thì nó rất là khó hiểu, vì là cái mới nó chỉ lệch nhau một chút thôi thì giá trị nó đã khác nhau rồi. Còn những bác mà đã thích lên mà cái độ mới thì nó cũng không bao giờ để ý đến cái bất kể cái gì, như bọn em thế thôi. Em đấu giá là cứ đẹp thì là tiền đẹp và cứ xấu là tiền xấu, nên là không bao giờ để ý, cũng như là mang đến cho các bác những cái đẹp, cái tinh túy nhất, mới cứng luôn, zin nguyên bản nhé các bác nhìn này, mới tinh. Đây là em nói luôn là mới tinh luôn nhé. Này, mặt này, phím số này, con này có chức năng số ngủ nhá, phím số giả da này, đồng hồ nó mới cứng cựa luôn này. Đấy, những con mà nó xấu xấu của nó không được mới như này thì cũng nói bình thường là họ cũng bán ra từ tầm 5 triệu rưỡi đến gần 6 triệu rồi. Đây các bác nhìn logo, cái phần lốc mới tinh, logo đẹp, đế mới cứng. Con này thì không có một điểm trừ, không có điểm trừ nhá. Nút nhấn thu dây, cái cắm thu dây này là vẫn zin đét mới tinh nhá. Nói chung là những cái chiếc mà mới đấy thì không có một cái giá nào đâu các bác nhé, không có một cái giá nào đâu, mới cứng cựa luôn. Để các bác nhìn vân gỗ mới tinh, mới như vừa sản xuất ra luôn, không một tí vết. Đây, mới cứng này. Đây em rất thích những chiếc quạt mới như này,
mặc dù là các bác chỉ có dành cho những bác mà đam mê mà các bác chơi thôi, chứ còn những bác mà vào mà thích mua hàng bãi ấy, nó có đầy cái vết chày vết xước này, mặt biếc cả nhăm nhở rồi lổ liếc, rồi thân cột thì sầy xước, rồi mặt thì băm vằm hoặc lọ kia các thứ, thì nó đúng là nó rẻ thật, nhưng mà với những chiếc mới này nó không có giá. Thực ra là chỉ có những bác đam mê thôi. Này các bác nhìn này, cổ này mới cứng cựa luôn, đây sắt mới bầu zin đét đẹp luôn đấy, mới này mới sướng, bầu lồng mới tinh luôn, không một tí vết nhá. Em quay máy như này là các bác biết là nó mới mức độ nào nhá. Đây vì em đặt đây, kể cả cái lồng của nó đây mới cứng luôn, như vừa mới sản xuất ra, không một tí vết nó luôn đấy. Lồng mạ inox mới cứng cứng cựa luôn, con như này sướng mắt luôn, chứ không phải cần phải bàn về cái độ mới nó nữa. Đấy. Sướng luôn, vàng đồng đồng vàng ché chẹ luôn. Đây là đây zin nguyên bản của nó đây. Còn nếu mà những con cũ ấy, là cái này bạc này, cái này bạc này, đấy nó chuyển sang màu bạc rồi, hoặc là lấy rồi xây sát rồi, nhưng mà con này nó mới, nhìn nó bảo mới cứng luôn, đồng của nó sáng choe choang như này. Chơi đồ này các bác mới biết được cái giá trị của nó, cái lồng của nó mới từ vanh từ ngoài vào trong nhé, mới tinh luôn. Con lồng này thì không có đối thủ để cạnh tranh rồi, lôm la là không có đối thủ cho đến thời điểm bây giờ. Như chiếc la vân gỗ này em đang bán ra với giá là 6 triệu 500 nghìn đồng nhé. Nói luôn là từ các bác tiền nào thì của đấy nhé, bác nào đam mê thì alo cho em, còn không thì các bác cứ xem thoải mái nhé. Bây giờ thì em sẽ lên cho các bác chiếc hy móng rồng này. Chiếc hy móng rồng này thì đúng là từ lúc em bước chân vào nghề cho đến thời điểm bây giờ cũng chưa gặp một chiếc nào trên thị trường. Nói luôn là chưa gặp một chiếc nào trên thị trường, cũng như là các bác cũng chưa gặp một chiếc nào trên thị trường. Mà các bác chỉ gặp được những chiếc mà có sải cánh 30. Đấy là nói thật. Cánh 30 là hết 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 tầm. Đấy. Con cánh 40 này nhá, con này là con cánh 40 các bác nhá, gang sắt toàn bộ luôn. Con này thì sắt không có một điểm nào là không sắt nhá. Cánh là cánh này, cánh nhôm nhá, nó nhá, con cánh nhôm này, lồng này, hoa văn chóp chiếc mới, logo dị. Đây nó là móng rồng nhá các bác nhá. Con cánh 40 cái móng rồng này của nó to gấp rưỡi con cánh 30 luôn. Các bác nếu mà để chơi nhá thì em nói thật là không có đối thủ. Dây điện mới tinh, zin đét là đẹp này. Đấy. Dây điện mới tinh, zin đét luôn, Hitachi luôn. Hi đây là gọi là hi móng rồng, mà con này nó chỉ dành cho giới đại gia nhá. Đấy. Số lầy canh tách. Đấy. Đấy. Số lầy canh tách, con này này, các bác nhìn cái bầu nó khủng khiếp chưa? Cái bầu của nó ấy. Bầu quá là khủng luôn. Con này là lồng một mê các bác nhá, lồng một mê. Đây, số má rồi là tem, con này là tem đồng. Con quạt cổ này. Đây bầu đây. Bầu các bác nhìn cái bầu bom của nó này, kinh khủng chưa? Bầu của nó không có đối thủ luôn. Đấy, bầu bom khủng khiếp luôn. Đấy em chỉ giới thiệu một chiếc khủng khiếp này trên cửa hàng em hiện đang có nhé. Không nhiều bác thì cứ cho là em không làm những cái dòng sản phẩm, vì có những thực sự là có rất nhiều những dòng sản phẩm mà em còn có giá trị rất là cao, nhưng mà em về thì các bác cũng không kịp lên sóng cho các bác, vì là nói thật là những cái dòng sản phẩm này thì đa phần là các bác đã đặt trước rồi, nên là gần như là nhiều chiếc là về không kịp lên sóng. Nhưng hôm nay thì em cũng sẽ giới thiệu với các bác để các bác biết là nhà em đang hiện tại đang sở hữu một cặp đôi hy móng rồng luôn nhé, một cặp đôi luôn, đều là cánh 40, và hai chiếc này là đều khác nhau nhé. Đấy, hai chiếc này là khác nhau về cánh, còn chân và thân thủ là như nhau. Ở đây con hy móng rồng đây. Đấy, con này cũng cánh 40 và con này cũng cánh 40 nha các bác nhé. Chỉ dành cho giới đại gia, các bác đam mê quạt nhật.
Với chiếc này thì em cũng xin phép các bác luôn. Các bác có trách hay là các bác có nói nào thì cũng cũng là vậy thôi. Còn thì đây là chỉ dành cho các bác nào thực sự muốn sở hữu những dòng phẩm cao cấp. Chiếc này thì nó chỉ kém, không kém thì chiếc tô đèn. Các bác nếu mà ai biết đến tô đèn thì mới biết được thôi nhé. Ai biết đến tô đèn thì mới biết được con hi móng rồng này, nó cánh 40 này nhé. Đấy, bác nào thực sự quan tâm mà chơi dòng cao cấp này thì nhấc máy liên hệ với em nhé. Vì chiếc này em xin phép là em không báo giá. Còn đấy là cái việc các bác nói nào thì nói thôi. Các bác ưng thì nào mà muốn chơi thực sự thì alo trực tiếp cho em nhé. Vì chiếc này giá của nó cũng khá là cao nên là em cũng không báo giá. Đấy, trên mỗi clip thì nó có những cái dòng sản phẩm đặc biệt như là những chiếc hi móng rồng này, mà bác nào mà sở hữu được cả đôi thì trên thị trường hiện nay không có đối thủ để cạnh tranh với các bác, mà không có luôn. Đấy, các bác cứ thử tham khảo đi, nếu mà em nói sai thì các bác có thì các bác dơ ra cho em xem nhé. Đấy, còn bác nào mà đến với cửa hàng em mà cảm thấy ưng mấy dòng sản phẩm nào trên cửa hàng thì cứ chủ động nhấc máy hệ với em nhé. Em thì cũng có những dòng phẩm mà dưới những cái mức giá mà em đang đưa ra một chút thôi, chứ nhà em thì hết những cái dòng quạt có giá trị thấp rồi, chủ yếu là những giá từ 5 triệu trở lên, thấp nhất là từ 5 triệu trở lên nhé. Bác nào mà đam mê thì chủ động nhấc máy hệ với em qua số điện thoại 0975 067846 nhé. Zalo của em cũng là số điện thoại luôn. Hẹn các bác ở video clip sau.